Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Quay trở lại với series kiếm tiền từ việc upload video lên hệ thống Code TV. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể upload một cái video lên Code TV, cũng như là tối ưu tiêu đề cũng như là tag cho cái video ấy. Ở đây thì video trước thì mình đã giới thiệu sơ qua về cái dự án Content Code này, hệ thống upload video kiếm tiền từ code.tv này. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể upload cái video lên và làm thế nào để có thể tối ưu và được tăng lượt xem ở trên cái hệ thống này nhá. Ở đây thì các bạn nhấn vào phần tải lên video. Nó khá là đơn giản và nó tương tự với như kiểu YouTube ấy các bạn. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái video này. Chọn một cái video. Mình sẽ chọn một cái video đây. Video bất kỳ và mình sẽ upload lên. Ở đây thì mình sẽ đặt tiêu đề cũng như là hệ thống. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái tiêu đề đây. Mình sẽ chọn tiêu đề như thế này. Và upload lên. Sau đấy mình sẽ copy. Ở cái phần này là tiêu đề ở trên YouTube nha, mình lấy video lên từ YouTube, mình sẽ upload ở lên trên hệ thống Code TV, thế nên là mình sẽ copy cái tiêu đề cũng như là nội dung. Ở đây thì mình sẽ nói một chút về cái phần tiêu đề và cái phần mô tả này. Ở đây thì tiêu đề thì các bạn đặt bình thường thôi, đặt đúng nội dung của cái video cũng như là phần giới thiệu thì các bạn có thể đặt nội dung cũng như là link đăng ký hoặc là link giới thiệu cũng như là link mà các bạn muốn giới thiệu đến từ cái nội dung của video. Và cái phần tag này là phần rất là quan trọng này. Cái phần tag này thì các bạn sẽ điền cái nội dung tag của cái video của bạn. Ở đây thì ví dụ như cái video mình upload lên nói về airdrop và blockchain cũng như là crypto thì mình sẽ đặt là blockchain này, airdrop này, bao chi này, crypto này. Đấy, mình sẽ đặt thế. Và sau đấy mình sẽ chọn một cái ảnh làm banner và mình sẽ kiểm soát lại một lần nữa. Ở cái phần tag ấy, các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn chọn đúng tag ấy thì nó sẽ rất là dễ ăn đề xuất này. Ví dụ như đây, đây thì mình sẽ ví dụ cho các bạn nhé. Ở cái phần trang chủ Code TV này. Ở cái phần trang chủ của Code TV thì các bạn có thể thấy là video của mình đã được đề xuất lên ở cái phần blockchain này. Các bạn có thể thấy này, đề xuất blockchain thì mình có rất là nhiều các cái video được đề xuất này. 1, 2, 3, Tiểu Sư Phụ là của mình hết, 4, 5. Thì cái việc mà được đề xuất ở trên cái danh mục blockchain trên trang chủ của Code TV sẽ giúp cho các bạn có được một cái lượng view tự nhiên cũng như là lượng tương tác tự nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được những cái có được kiếm tiền nhiều hơn cũng như là lượt like, lượt thích nhiều hơn từ cái view tự nhiên ở trên hệ thống của Code TV nha các bạn. Đấy là cái điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta đặt cái tag này, các bạn lưu ý nhé. Sau đây các bạn chọn ảnh đại diện và các bạn nhấn vào xác thực tải lên. Đấy, thì nó sẽ upload cái video của chúng ta lên. Ở cái phần xem xét này, nó sẽ kiểm tra chúng ta có hợp lệ hay không, có vi phạm chính sách của nó hay không, có vi phạm bản quyền hay không. Thì một vài phút sau thì nó sẽ hiển thị và nó sẽ public ra ngoài hệ thống của Code TV. Đấy, sau khi mà các bạn upload lên thì các bạn nhớ là các bạn kiểm tra lại một lần nữa xem các cái thông tin đã chính xác hay chưa. Và nếu mà chính xác rồi thì chúng ta để nguyên và chúng ta xem như là chúng ta đã hoàn thành cái việc upload cái video lên. Đấy, chúng ta kiểm tra lại phần kênh của chúng ta. Thì các bạn có thể thấy là đây, các bạn vào phần tác phẩm của tôi thì các bạn có thể thấy video các bạn mới upload lên nó sẽ hiển thị ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy này, đây. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái cách để chúng ta có thể upload cái video lên hệ thống Code TV cũng như là tối ưu từ khóa nội dung mô tả cái video đấy để có thể nhận được nhiều tương tác hơn, nhận được nhiều lượng view tự nhiên hơn từ cái hệ thống Code TV nhá. Đây là một cái dự án kiếm tiền rất là uy tín và rất là triển vọng nha các bạn. Các bạn cố gắng tham khảo nhá.
Nếu như bạn nào mà chưa biết về hệ thống này thì các bạn tham khảo ở video trước, mình đã có một cái video giới thiệu về cái hệ thống này rồi, cũng như là nói sơ qua cơ bản về cách kiếm tiền ở trên cái hệ thống và dự án Content Code, Code TV này rồi. Đấy, sắp tới thì mình sẽ cố gắng làm thật nhiều cái video nữa để hoàn thiện hơn về cái playlist hướng dẫn cho bạn kiếm tiền từ việc upload video lên hệ thống Code TV nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Hãy nhớ để lại một like, comment, chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.